Xin chào các bạn. Nhắc đến chợ, xưa nay chúng ta đều nghĩ là nơi dành cho việc mua bán hàng hóa, thực phẩm. Tuy nhiên trên thế giới có những khu chợ mang màu sắc rất riêng. Mà chắc chắn khi nhắc đến, bạn phải ngã ngửa bởi sự độc đáo có 102. Bạn có tin bạn có thể mua chân của một cô gái ở chợ hay tìm gặp gỡ lại những người tình cũ không? Dù rất khó tin, nhưng những khu chợ này thực sự tồn tại. Các bạn hãy theo Trang Thế Giới hôm nay khám phá 7 ngôi chợ tình kỳ lạ nhất trên thế giới nhé! 7. Chợ cô dâu trinh nữ Bulgaria. Khi nghe tên, bạn nghĩ ở chợ này bán gì? Chợ cô dâu trinh nữ là một hoạt động thường niên của người Roma tại Bulgaria. Phiên chợ kỳ lạ này diễn ra khoảng 4 lần trong mùa xuân và mùa hè hàng năm. Có rất nhiều thanh niên trên thế giới đến đây để kiếm vợ. Theo đó, các gia đình sẽ tụ tập tại thị trấn Stara Zagora và tiến hành rao bán những cô gái chưa chồng, còn trinh để đàn ông tới mua làm vợ. Những thiếu nữ trong độ tuổi 15 đến 18 là mặt hàng được ưa chuộng nhất. Họ ăn mặc gợi cảm với váy ngắn, trang điểm cầu kỳ để thu hút nhà chồng tương lai. Các cô gái càng xinh đẹp thì càng bán được giá cao. Nếu thống nhất được giá cả và thanh toán xong xuôi, cô dâu sẽ thuộc về chú rể. Phần lớn phụ nữ tham gia chợ cô dâu trinh nữ là những người lớn lên trong gia đình nghèo. Và các cô gái tới đây để mong kiếm đại gia và đổi đời nhanh nhất. 6. Chợ ngoại tình Việt Nam. Nghe tên thôi, hẳn các bạn đang rất muốn biết khu chợ này nằm ở đâu đúng không nào? Nếu muốn tham gia khu chợ này, bạn có thể đến Hà Giang. Chợ tình Khao Vai diễn ra tại xã Khao Vai, huyện Mèo Vạc. Mỗi năm, chợ được họp một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch và cho đến nay, nó đã tồn tại được hơn một thế kỷ. Nói là chợ, nhưng ở đây bạn không thể mua được mặt hàng nào cụ thể. Tuy nhiên, nếu bạn có người yêu cũ thì lại là điều tuyệt vời, bởi bạn có thể được gặp lại và ngoại tình một cách công khai. Vì chợ chỉ họp có một ngày, nên không biết những bạn có nhiều người yêu cũ sẽ phải sắp xếp như thế nào nhỉ? Điểm độc đáo của phiên chợ là bạn có thể hẹn hò, chào yêu thương cho người yêu cũ nguyên một đêm. Đến sáng khi phiên chợ tan thì ai lại về nhà nấy mà không có sự hờn ghen hay trách móc vì bị cắm sừng. Điều thú vị là có rất nhiều đôi vợ chồng cùng nhau đến chợ. Vợ đi tìm bạn của vợ, chồng đi tìm bạn của chồng. Xong thì cả hai cùng về như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạn nghĩ sao về phiên chợ này? Comment ý kiến của bạn cho mình biết bên dưới phần bình luận nhé! 5. Chợ tình Thượng Hải. Bạn đang cảm thấy cô đơn, hãy book ngay và liền vé máy bay bay tới khu chợ tình ở Thượng Hải. Đây được xem là nơi mà những tâm hồn đơn độc có thể tìm cho mình một nửa thích hợp trong vòng một nốt nhạc. Ở khu chợ này, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh những cô gái cầm tấm bảng với đầy đủ thông tin cá nhân như chiều cao, tuổi, học thức, nghề nghiệp, thậm chí là tài sản để bạn lựa chọn. Những người có thu nhập cao dễ dàng gặp được những người có cùng đẳng cấp với mình. Mặc dù nam giới Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng khó kiếm được vợ, nhưng họ luôn lựa chọn những người ngang tầm với mình. Kiểu mây tầng nào sẽ gặp tầng đó. Theo đánh giá, chợ tình Thượng Hải có lẽ là chợ tình nhộn nhịp nhất trên thế giới, bởi số lượng người tham gia tìm kiếm nửa kia của mình cực đông. Không chỉ có các chàng trai, cô gái đến chợ tìm tình, mà cuộc sống bận rộn khiến giới trẻ không có thời gian hẹn hò, kết hôn, thì trọng trách này rơi vào tay các bậc phụ huynh ngày đêm mong cháu. Họ tự mình đến khu chợ cùng với những tờ giấy tìm vợ, tìm chồng cho con. Có bạn nào đã từng check-in khu chợ độc lạ này? Hãy comment chia sẻ cho mọi người biết trong phần bình luận. 4. Chợ tình Pattaya. Nhắc đến Pattaya, bạn nghĩ ngay đến điều gì? Thì comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Nằm ở phía đông của xứ sở Chùa Vàng, cách Bangkok khoảng 165 km. Pattaya được mệnh danh là Hawaii của phương Đông, với khung cảnh bờ biển siêu đẹp, khu rừng yên tĩnh, đặc biệt về đêm lại hết sức náo nhiệt. Nơi đây còn có cả khu chợ tình, hiếm có khó tìm trên thế giới.
được xem là thánh địa tình yêu, nơi gặp gỡ của những cô gái Thái và những người ngoại quốc tìm kiếm tình yêu. Các đấng mày râu đến đây chỉ cần vừa mắt cô gái nào là có thể tỏ tình và đến với nhau nhanh một cơn gió. Đôi khi tình yêu đến từ phía người con gái. Nếu vô tình chạm được anh ngoại quốc nào trên phố, các cô gái cũng không ngần ngại tỏ tình. Và cái gì đến cũng sẽ đến, đúng không nào các bạn? Nếu bạn nam nào muốn thoát ế, có thể dạo một vòng chợ Pattaya, bạn chắc chắn sẽ nhận được hai kết quả. Một là bạn tìm được người yêu, và hai là người yêu sẽ tìm được bạn. Ba, Châu Phi. Không biết có bạn nào giống mình cho rằng mà anh chàng Châu Phi khi cưới vợ sẽ tốn kim cương hay dầu mỏ. Tuy nhiên bạn sẽ bất ngờ nếu biết họ có cách thức cưới vợ rất lạ. Thay vì đến các chợ tình kiểu Pattaya hay Thượng Hải, ở Châu Phi là có những ngôi nhà tình yêu dành cho những người đến tuổi kết hôn. Nếu bạn chưa có nóc nhà, bạn có thể đến ngôi nhà này và tìm cho mình một người vợ. Bạn sẽ nghe được những cô gái giới thiệu về bản thân và những điều họ có thể làm cho bạn. Nếu chốt đơn cô gái nào, bạn có thể bỏ qua giai đoạn yêu đương mà tiến thẳng vào con đường hôn nhân, với điều kiện bạn vượt qua được việc thách cưới. Điều độc đáo hơn, thay vì thách cưới tiền vàng, bất động sản như nhiều quốc gia trên thế giới, những người ở đây thường quy ra bò với số lượng từ 6 đến 20 con. Nếu đáp ứng được yêu cầu của nhà gái, bạn chỉ cần mang đến đủ số bò thì có thể rước nàng về dinh. Hai, chợ tình Sapa. Tiếp tục là một khu chợ tình của Việt Nam mà chắc chắn bạn nam nào cũng muốn tham gia. Nhắc đến chợ tình Tây Bắc thì chợ tình Sapa là nơi được nhiều người biết đến nhất. Bởi lẽ Sapa từ lâu đã là một địa điểm quen thuộc của các tín đồ mê xê dịch. Chợ tình Sapa được tổ chức tại thị trấn Sapa. Đây là phiên chợ của đồng bào người Dao, được họp vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Cứ đến hẹn là các chàng trai, cô gái lại lên đồ trưng diện xinh đẹp đi chợ. Ra chợ nhưng chẳng để mua hàng, mà chỉ để giao lưu tình cảm bằng những trò chơi dân gian và bày tỏ lòng mình bằng những tiếng kèn, tiếng sáo, câu hát giao duyên. Nếu hợp nhãn, cả hai sẽ tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Tại phiên chợ này đã có không ít những đôi trai gái tìm được tình yêu của đời mình. Ai chưa tìm được thì cứ đợi phiên chợ sau. Còn bạn đang muốn tìm người yêu thì hãy đi ngay và liền tới Sapa nhé. Một, chợ Omiyai. Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến chợ tình Omiyai ở Nhật Bản. Khu chợ này là giấc mơ của nhiều người độc thân, nhất là mấy bạn nam. Bởi nếu có dịp đến đây, bạn có thể thoát khỏi kiếp FA ngay lập tức. Cũng như các khu chợ trong video này, chợ Omiyai hoạt động với sản phẩm bày bán là những chàng trai, cô gái còn độc thân đến đây với những thông tin được chia sẻ từ đối phương. Bạn có thể lựa chọn người phù hợp với tiêu chí cho bạn đời của mình. Sau đó, các cặp đôi sẽ tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Thông thường, các đôi xuất hiện dưới sự chứng kiến của người mai mối hoặc cha mẹ ở lần gặp đầu tiên, còn sau đó thì các bạn có thể tự xử. Tuy nhiên, những năm gần đây, các bạn trẻ không cần thiết phải tham gia, mà được chính các bậc phụ huynh trực tiếp xuất hiện, lựa chọn ý trung nhân cho con mình. Nếu có dịp, bạn muốn được tham gia ngôi chợ tình nào nhất? Comment câu trả lời cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!